Nếu như Nguyệt Quỳnh truyền thống chỉ có một màu trắng nở tàn trong đêm thì giống hoa Nhật Quỳnh lại có nhiều màu như đỏ, cam, vàng, trắng, hồng, đợi nhiều ngày mới tàn, khoảng từ 3 đến 5 ngày. Ngồi bên khung cửa sổ, cầm một tách trà ngắm nhìn cánh hoa Quỳnh đưa nhau nở, tỏa hương ngào ngạt, ngây ngất đê mê như muốn quyến rũ người ngắm hoa. Trăm hoa đua nở nhưng vẻ đẹp hoa Quỳnh vẫn làm đắm say bao con tim, khó có thể nào tả hết trọn vẹn cái cảm xúc khi nhìn những cánh hoa hòa quyện với hương Quỳnh, đất trời tĩnh lặng nín thở chờ những bông hoa Quỳnh khai hoa nở nhị thì thật là tuyệt vời làm sao. Hoa Quỳnh là sự lựa chọn hoàn hảo để trồng chậu, giỏ treo trong nhà hoặc sân vườn trang trí rất đẹp. Với sức sống mãnh liệt, dù qua bao nhiêu mùa mưa nắng thì hoa Quỳnh vẫn hiên ngang khoe sắc, tô điểm thêm phần sinh động cho ngôi nhà. Hoa Nhật Quỳnh nở to, đều, số lượng dày đặc trên cành, màu sắc lâu phai. Sau đây hoa đẹp dễ trồng xin hướng dẫn cho bạn cách trồng một chậu hoa Nhật Quỳnh tại nhà nhé. Đầu tiên, sau khi mua hạt giống về, bạn rải đều hạt giống lên khăn giấy ẩm hoặc bông gòn. Sau đó bỏ chúng vào một chiếc hộp nhỏ đóng kín để nơi ánh nắng. Sau 2-3 tuần hạt sẽ bắt đầu nảy mầm. Bạn đưa mầm non ra chậu đất nhỏ để trồng, cho chúng thích nghi với môi trường đất. Đây là thời điểm cây cần cung cấp đầy đủ ánh sáng để kích mầm đâm chồi. Vẫn tưới nước đều đặn vào mỗi buổi sáng và đừng quá nhiều, tưới quá nhiều tay. Sau 1 tháng rưỡi, cây con sẽ khoảng được 7-10 cm, nên chuyển chúng ra chậu lớn hơn để cây phát triển mạnh mẽ. Hoa Quỳnh không cần quá nhiều nước. Lúc Quỳnh chưa nở hoa, để chậu khô 1-2 tuần hăng tưới. Không nên tưới thường xuyên, rễ sẽ bị úng cả cây, hoặc cây chỉ trồng mãi có lộc và không có hoa. Không nên bón quá nhiều phân cho hoa Quỳnh, đặc biệt là các loại phân có hàm lượng nitơ cao. Nhu cầu bón phân của hoa Quỳnh cực kỳ rất ít. Về sâu bệnh thì chúng chủ yếu chỉ bị thối nhũng do tưới quá nhiều nước, do đó bạn cần phải chú ý đến lượng nước nhé. Về cách làm cho hoa nở, mỗi năm từ vào tháng 5 đến tháng 6, bạn ngưng tưới nước trong vòng 3-4 tuần, có thể lâu hơn, chủ yếu để đất chậu Quỳnh được khô hẳn nước nhưng không bị héo. Cây Nhật Quỳnh phải có thời gian khô hạn thì cây mới trổ hoa được. Như vậy thật không khó để trồng một chậu Nhật Quỳnh tại nhà đúng không nào? Chúc các bạn thành công!